Chào các bạn, tên là Quỳnh Trí. Mình vừa mới đậu phỏng vấn visa du học Mỹ vào sáng nay. Thì mình đang học tại trường Đại học FPT năm thứ 3. Thì hôm nay mình đi phỏng vấn, mình có visa, cảm giác rất là vui. Hồ sơ của mình thì được Tân Đại Dương lo rất là kỹ lưỡng. Trước khi được hướng dẫn thì mình hoàn toàn không biết gì về hồ sơ đi du học Mỹ. Nhưng sau khi được hướng dẫn cụ thể thì mình đã nắm rõ. Mình phỏng vấn lần này là lần thứ 3. Sau lần đó mình về và đi du lịch 4 nước. Và lần phỏng vấn này thì mình đã lấy được visa. Nếu như mình nghe không rõ hoặc là không hiểu câu hỏi đó thì mình có thể nói ổng trả lời bằng tiếng Việt hay lặp lại câu hỏi. Sau hai lần gấp đó thì kinh nghiệm của mình là các bạn cứ bình tĩnh, tự tin, đừng nản lòng khi không nhận được visa. Mình nghĩ các bạn nên đi du lịch để bắt bo các bạn có thể đẹp hơn, để có thể có nhiều cơ hội hơn so với các bạn khác. Cũng như là khi vào phỏng vấn thì các bạn cứ nói tiếng Anh. Mặc dù hôm nay ông người Mỹ mình phỏng vấn gia đình trước, ổng nói tiếng Việt, nhưng tới lượt mình phỏng vấn mình vẫn nói tiếng Anh với ổng thì ổng vẫn trả lời tiếng Anh với mình. Ở Việt Nam thì mình học kỹ thuật phần mềm, thì qua Mỹ mình vẫn chọn chuyên ngành đó để học tiếp. Qua Mỹ thì mình sẽ học tại trường Rutgers University New York. Mình có hiện tại đang có người thân tại Mỹ và mình sẽ ở tại nhà người thân. Mình có người khuyên cho các bạn có người thân là khi mình phỏng vấn thì ổng hỏi mình em sẽ ở đâu khi đang học tại Mỹ, thì mình trả lời là mình sẽ ở với người thân 3-6 tháng, sau đó chuyển qua ký túc xá. Gia đình mình thì có hồ sơ định cư, nhưng các bạn cũng đừng sợ là hồ sơ định cư có thể khó xin visa, tại mình cũng vừa mới đậu. Mình có lời khuyên cho các bạn là các bạn có hồ sơ định cư cũng đừng sợ là không xin được visa, cũng như là nếu như rớt phỏng vấn lần 1, lần 2 thì cũng đừng sợ là không thể lấy được visa. Minh chứng là bản thân mình. Chúc các bạn thành công khi phỏng vấn như Mỹ. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.